Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát Thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. đoàn Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chúa Nhật hôm nay 21 tháng 5, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc về ý nghĩa của biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Các giáo hoàng và bí mật thứ ba của Fatima. Sau đây là phần tin tức do Tứ Quyết và Mai Châu trình bày. Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích mọi cố gắng nhằm giải quyết nạn thất nghiệp đang gia tăng nhiều tại các nước phát triển cũng như các nước đang trên đường phát triển. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 20 tháng 5 dành cho 250 tham dự viên hội nghị do quỹ Gentissimus Annus năm thứ 100 phò giáo hoàng tổ chức. Ngõ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha ca ngợi chủ trương của ngăn quỹ này và tìm kiếm những cách thức khác để hiểu về nền kinh tế, sự phát triển và thương mại, để đáp ứng những thách đố luân lý đạo đức do những kiểu mẫu và hình thức mới xuất phát từ kỹ thuật, từ nền văn hóa phí phạm và lối sống không biết tới người nghèo và coi rẻ người yếu thế gây ra. Ngài đặc biệt bày tỏ hài lòng vì trong những ngày hợp lần này, các tham dự viên hội nghị của Ngân Quỹ năm thứ 100 – bàn về vấn đề chủ yếu là kiến tạo công ăn việc làm trong bối cảnh cuộc cách mạng mới về kỹ thuật hiện nay đức thánh cha nói làm sao chúng ta có thể không lo âu vì vấn đề trầm trọng là nạn thất nghiệp của người trẻ và người lớn không có các phương thế để thăng tiến bản thân đó là một vấn đề đang gia tăng tới mức độ bi thảm tại các nước đã phát triển và các nước đang trên đường phát triển và đòi hỏi phải được giải quyết với cảm thức về công lý giữa các thế hệ và ý thức trách nhiệm đối với tương lai. Và tiệc chiều thứ Sáu 19 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm và làm phép nhà cho một số gia đình ở vùng biển Ostia, cách Roma khoảng 30 cây số. Phòng báo chí tòa thánh cho biết trong tháng năm này, Đức Thánh Cha muốn tiếp tục truyền thống thứ Sáu lòng thương xót. Cuộc viếng thăm của ngài tại Ostia như một dấu chỉ sự gần gũi với những gia đình ở ngoài Oroma, ngài đi làm phép từng gia đình như thói quen của các cha sở trong mùa phục sinh. Cách đây hai ngày, linh mục Blinio Pontina, cha sở Ostia, đã yết thị thông cáo như thói quen tại trung cư, báo trước cho các gia đình là ngài sẽ đến thăm để làm phép nhà trong mùa phục sinh. Thật là một ngạc nhiên lớn cho các gia đình khi chuông cửa nhà họ reo và khi mở cửa họ thấy Đức Giáo Hoàng Francisco thay vì cha sở của họ. Ngài đơn sơ chuyện vãn với các thành phần trong gia đình và làm phép khoảng 12 căn hộ trong chung cư ở quảng trường Francesco Conte Duca số 1, rồi để lại sâu chuỗi mân côi cho mỗi gia đình. Vùng Ostia có khoảng 100.000 dân cư và tại đây có một cộng đoàn tín hữu sinh động chia sẻ thực tại khó khăn của những người sống ở vùng ngoại ô. Jerusalem, Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng các Dị bản quyền Công lý tại Thánh địa chống thái độ coi những bất công tại miền này là điều bình thường. Trong thông cáo được hãng tin Asia News truyền đi hôm 16 tháng 5 vừa qua, ủy ban khẳng định rằng Israel và Palestine là một vết thương còn mở rộng và tình trạng này không thể được coi là điều bình thường. Tương quan giữa Israel và Palestine là một cuộc xung đột liên lỉ giữa hai dân tộc và nó tạo nên một ảnh hưởng sâu đậm đến đời sống hàng ngày của dân chúng ở Israel cũng như Palestine. Tại Israel, mọi công dân trên nguyên tắc được bình quyền, nhưng trong thực tế, các công dân Ả Rập bị kỳ thị trong nhiều lĩnh vực, từ việc được phát triển cho đến giáo dục, hoặc trực tiếp do pháp luật hoặc gián tiếp hay âm thầm. Tại Palestine, Mặc dù có sự hiện hữu của chính quyền quốc gia, nhưng thực tế là người Palestine sống dưới sự chiếm đóng quân sự của Israel. Tình trạng này ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của họ. Việc xây cắt các khu định cư và đường xá của Israel trên đất nước của người Palestine, những vụ quân đội xâm nhập giết hại bắt giam trái phép, cầm giữ hành chánh và trừng phạt tập thể, tịch thu đất đai, phá hủy nhà cửa, Giới hạn di chuyển tại các trạm kiểm soát, lập ra nhiều chứng ngại cản trở sự phát triển kinh tế, cấm cản sự đoàn tụ gia đình, vi phạm quyền tự nhiên của các phần tử cùng một gia đình sống chung với nhau. Ủy ban công lý hòa bình tại thánh địa nhận xét rằng, đứng trước những tình trạng như thế, coi những điều đó là bình thường, tức là không để ý đến những vụ chà đạp các quyền căn bản của con người cố tình không biết đến hoặc gạt bỏ nghĩa vụ phải dùng tất cả những phương thế hợp pháp có sẵn và bắt bạo động để thăng tiến đầy đủ các quyền và sự bình đẳng hoàn toàn giữa mọi công dân, có nghĩa là cộng tác với các cơ cấu kỳ thị, kéo dài tình trạng bất công và sự thiếu hòa bình. Washington, hôm 19 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã bổ nhiệm bà Calista Greenrich, phu nhân của cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ, ông Neil Gingrich, tân đại sứ Hoa Kỳ cạnh tòa thánh. Bà Canlista, năm nay 51 tuổi, hiện là chủ tịch công ty Gingrich, chuyên sản xuất các phim tài liệu và những tài liệu khác liên quan đến chồng của bà. Bà cũng là tác giả cuốn sách bán chạy nhất của tờ New York Thời báo, viết một loạt sách cho trẻ em, Alice Convoy, Alice the Elephant, và là đồng tác giả cuốn Tái khám phá thiên chúa tại Mỹ, Rediscovering God in America. Nếu được Thượng viện Mỹ phê chuẩn, bà Calista kế nhiệm ông Ken Hackett, nguyên là giám đốc cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ và đã làm đại sứ Mỹ cạnh tòa thánh dưới thời Tổng thống Barack Obama từ tháng 8 năm 2013 đến giữa tháng riêng năm nay. Bà Calista là một tín hữu công giáo. Ông Neil Greenrich cho biết bà đã góp phần giúp ông trong quyết định trở lại công giáo vào năm 2009. Berlin. Giám đốc tổ chức bác ái Caritas Colombia, linh mục Hector Fabio, cho biết tiến trình hòa bình tại nước này đang đạt được những tiến bộ sau mấy thập niên nội chiến. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức Kyana ở thủ đô Berlin hôm 18 tháng 5 vừa qua, cha Fabio nói rằng việc thi hành hiệp định mà chính phủ Colombia và phiến quân FARC đã ký kết hồi tháng 6 năm ngoái là tiến trình không lật ngược lại được. Cha Fabio cũng tỏ ra lạc quan dè dặt về cuộc hòa đàm đã bắt đầu giữa chính phủ và phiến quân Marxist ELN. Quân đội Giải phóng Quốc gia là nhóm du kích đứng thứ hai tại Colombia. Đợt đầu tiên của cuộc thương thiết này mới kết thúc tại Ecuador, dẫn theo giám mục Giám đốc Caritas Colombia các giám mục và giáo hội công giáo tại nước này, đồng hành trong nỗ lực cảm thông với hai nhóm du kích quân trên mọi bệnh viện. Tiến trình hòa bình vẫn là một đề tài chính trong xã hội Colombia hiện nay. Đối với nhiều người Colombia, thật khó tưởng tượng các cụ du kích quân được tham gia vào đời sống chính trị và xã hội của đất nước. Vì thế, giáo hội cố gắng cổ võ tinh thần hòa giải giữa hai bên để các cơ cấu mới về sự sống chung có thể thực hiện được. Trong bối cảnh đó, cha Hector Fabio cảm ơn sự hỗ trợ trong nhiều năm qua của Caritas và các cơ quan từ thiện khác của giáo hội tại Đức và của nhiều nước Âu châu khác, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và cứu trợ nhân đạo. Cha Fabio cũng nói rằng, giáo hội công giáo tại Colombia hiểu rằng trong tiến trình hòa bình hiện nay cần phải có nhiều thời gian và kiên nhẫn trước tiên trong tư cách là tiếng nói của các nạn nhân của cuộc nội chiến về vấn đề này cần có một sự phục hồi luân lý và tâm lý điều này có nghĩa là phải nhìn nhận đau khổ của các nạn nhân và không được loại khỏi ký ức cộng đồng ngoài ra các nạn nhân ấy cũng cần phải được bồi thường về mặt vật chất ví dụ họ đã bị trục xuất khỏi đất đai của họ hoặc phải tị nạn trong thời nội chiến tóm lại cha fabio nói giáo hội có nhiệm vụ chính của mình là thi hành tiến trình hòa bình, ngăn cản sự coi rẻ các quyền của con người và thực thi việc cứu trợ nhân đạo. Cha cho biết giáo hội tại Colombia đặt nhiều hy vọng nơi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này từ ngày 6 đến 11 tháng 9 năm nay. Ngài đến đây trong tuần lễ hòa bình vẫn được cử hành từ 25 năm nay tại Colombia. Với sứ điệp hòa giải, Đức Thánh Cha Francisco có thể mang lại những động lực mới cho tiến trình hòa bình. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Mẹ nhỏ lại để Chúa lớn lên. Khi ngắm năm sự vui, con liên tục lập đi lặp lại Đức Mẹ thế này, Đức Bà thế kia. Nhưng khi ngắm năm sự sáng Mẹ đã ẩn đi mà Chúa thì sáng lên. Trong năm màu nhiệm sáng khi đọc lời kinh ngắn, không còn thấy danh xưng về mẹ nữa, cũng chỉ có sự thứ hai nói về dấu lạ hóa nước thành rượu là trực tiếp nhắc đến mẹ. Dù nhiều điều tin mừng không nói, nhưng với lòng đạo bình dân, con vẫn muốn hình dung những gì mẹ đã trải qua khi đồng hành cùng Chúa. Nếu có gì chưa phải, đừng trách con mẹ nhé con chỉ muốn học theo gương mẹ là trở nên nhỏ bé để cho Chúa lớn lên. Thứ nhất thì ngắm, Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Gio Đan, ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa. Biến cố chịu phép rửa là bước khởi đầu đời công khai của Chúa. Thầy Giêsu rời khỏi gia đình, rời khỏi cuộc sống thường ngày ở Nazareth để bắt đầu thực thi sứ mạng Chúa Cha trao. Điều ấy đồng nghĩa là cuộc sống bình dị tươi đẹp của gia đình Nazareth giờ không còn tiếp tục nữa để bắt đầu giai đoạn mới. Tin mừng có nhiều lần cho thấy mẹ đi theo con của mẹ trên hành trình loan báo tin mừng. Tin mừng không còn nói gì tới thánh Giuse nữa, có lẽ ngài đã qua đời. Ngày mở màn của Chúa Giêsu chẳng giống ai, vì đó lại là ngày đi chịu phép rửa sám hối tại sông Jordan. Gioan Tẩy giả khổ công tu luyện cả một đời để rồi tìm thấy một chân lý đơn sơ mà hiển nhiên là con người đầy tội lỗi và cần ơn tha thứ, cần ơn chữa lành. Con người cần sám hối và chỉ có Thiên Chúa mới có thể tha thứ và chữa lành. Tuy nhiên, nếu dừng lại ở đây, thì Doan tài giả cũng giống như bao ngôn sứ khác. Doan còn có thêm một sứ mạng nữa, đó là tiền hô là giới thiệu con Thiên Chúa cho mọi người, là công bố tin mừng trọng đại về đấng phải đến, đấng xóa tội trần gian, đấng nhân danh Thiên Chúa mà đến. Chúa Giêsu đến với con người, trở nên giống con người mọi đàng trừ tội lỗi, nhưng người vẫn xếp hàng trong dòng người tội lỗi. Đó là một loại tình yêu mến rất lạ. Đó là cách Thiên Chúa đến với con người mà chẳng ai có thể nghĩ tới, chẳng ai thấy điều chi là lạ khi thấy một người thanh niên vào xếp hàng, vì tuổi trẻ thì thiếu gì là tội, nhưng đó chỉ là con mắt người thường. Với ánh mắt của bậc ngôn sứ, Doan tiền hô nhận ra ngay đấng đang đứng trước mặt mình là ai. Cửa trời rộng mở và tiếng chúa cha phán, đây là con ta yêu dấu, cha hài lòng về con. Tin mừng lặng thinh, chẳng nói gì đến mẹ trong biến cố này, con nghĩ rằng mẹ còn hiểu chúa hơn do an tẩy giả nhiều nhưng không có nghĩa là mẹ có thể dự đoán được chúa sẽ làm gì có lẽ mẹ luôn chiêm ngắm và lắng nghe ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng rằng chúa sẽ làm điều chúa muốn và theo cách của chúa có lẽ mẹ có chút buồn về tâm lý khi không còn sống thân thiết với con như khi còn ở nazareth nữa nhưng có lẽ mẹ sẽ rất vui vui một niềm vui mới khi thấy người con bắt đầu sứ mạng sống với đời và cứu giúp con người. Nơi tiệc cưới Cana, mẹ giúp con bắt đầu thấy vai trò rất cụ thể và đặc biệt của mẹ. Mẹ được mời đến dự tiệc cưới như thế mẹ là khách, thế nhưng cách tham dự của mẹ không đơn thuần là khách, vì khách thì lo dự tiệc và dùng những gì chủ tiệc tiếp đãi. Khách thường sẽ khen hoặc chê cách chủ tiệc tổ chức và nói cụ thể hơn khách là người đứng ngoài cuộc còn mẹ mẹ dự tiệc và đứng trong vị thế người thân người đồng tổ chức với chủ tiệc mẹ tự nguyện đồng trách nhiệm và đồng hành với người nhà mẹ tự trở thành người nhà người thân của gia chủ vì có như thế mẹ mới thấy được tình trạng hết rượu của gia chủ mẹ lo trước nỗi lo của gia chủ cách tác động của mẹ thật tế nhị và dễ thương vô cùng mẹ biết ai có thể giúp Mẹ biết mẹ có thể làm được gì và tới mức độ nào. Mẹ không cần đợi gia chủ lên tiếng, mẹ lên tiếng trình bày với Chúa Giêsu, họ hết rượu rồi. Con thấy mẹ cầu nguyện thật tuyệt, mẹ biết chính xác nhu cầu thực tế của con người và thưa lên với Chúa. Còn khi nói với con người, mẹ cũng tuyệt vô cùng. Mẹ không nói là Chúa sẽ làm, cũng không nói là khó hay dễ. Mẹ nói với con người Người bảo gì thì hãy làm như vậy. Chỉ một chi tiết nhỏ như thế, con được sáng mắt ra nhiều khi thấy cách chuyển cầu của mẹ và cách thực thi sứ mạng của Chúa. Con người cần cất công đổ nước vào chum trước khi nước ấy có thể hóa thành rượu. Chẳng có phép lạ nào mà lại được thực hiện theo kiểu chờ sung rụng. Cũng chẳng có phép lạ nào thành sự theo kiểu dễ dãi và nhạt nhẽo cũng vì thế mà có lần thầy Giêsu khen mẹ trước mặt mọi người. Lần ấy, khi Chúa Giêsu đang nói với dân chúng, thì có một người phụ nữ cảm thấy mộ mến quá mà khen Chúa bằng cách khen mẹ. Phúc thay người mẹ đã cứu mang thầy. Nhân dịp ấy, Chúa còn mở cho mọi người thấy thêm một khía cạnh khác nữa. Phúc hơn là người lắng nghe và thực hành lời Thiên Chúa mẹ Maria có được trọn vẹn cả mối phúc đời thường và phúc lộc thiên liêng. Mẹ ơi, sự nhỏ bé của mẹ thật dịu hiền, xin cho con biết theo gương mẹ, sống bé nhỏ theo bước chân Giêsu. Lạy mẹ Maria, chúng con kính chào mẹ với lời kinh kính mừng. Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Mục Nguyễn Tắc Thắng xin giải đáp thắc mắc về ý nghĩa của biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ nói về ý nghĩa biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Fatima năm 1917. Thưa cha, ngày 13 tháng 5 2017 là ngày đánh dấu kỷ niệm lần thứ 100 Đức Trinh Nữ Maria hiện ra lần đầu tiên với ba trẻ em tại Fatima, Francisco Mato, Jacinta Mato và Lucia Santos. Tại sao biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Fatima lại trở nên biến cố quan trọng nhất ạ? À? Biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Fatima cách đây 100 năm vẫn còn mang nhiều ý nghĩa đặc biệt như sau. Thứ nhất, Đức Mẹ truyền cho ba thiếu nhi thi hành ba mệnh lệnh của Đức Mẹ là những phương thế cứu độ và là con đường dẫn con người đến với Thiên Chúa. Đó là đọc kinh mân côi hàng ngày tôn sùng trái tim vô nhiễm của Đức Mẹ và cải thiện đời sống. Đức Mẹ tuyên xưng mình là Đức Bà Mân Côi. Thứ hai, hàng chục ngàn người được chứng kiến việc Đức Mẹ hiện ra với các em, đặc biệt là 70 ngàn người sợ hãi khi chứng kiến cảnh mặt trời múa trên không trung. Thứ ba, Đức Mẹ tin báo về hai thế chiến. Thứ tư, Đức mẹ muốn dâng hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức mẹ. Thứ năm, Chúa Giêsu muốn trái tim vô nhiễm mẹ Maria được tôn sùng bên cạnh Thánh tâm Chúa. Thứ sáu, phong trào kinh mân côi và tận hiến cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria được truyền bá trên khắp thế giới. Thứ bảy, ba thiếu nhi Francisco, Jacinta và Lucia đã tận hiến đời mình để thực hiện mệnh lệnh Đức Mẹ Fatima. Qua việc phong thánh cho Francisco và Jacinta, Đức Thánh Cha Francisco đã muốn đề nghị với toàn thể giáo hội tấm gương của các chân phước này về lòng gắn bó với Chúa Kitô và làm chứng tin mừng. Đời sống thánh thiền của các vị ấy không phải là hậu quả của những lần hiện ra, nhưng là của lòng trung thành và nhiệt thành mà các vị đáp lại đặc ân được thấy Đức Trinh Nữ Maria. Sau cuộc gặp gỡ với bà đẹp, các em siêng năng đọc kinh mân côi, làm việc thống hối và dân hy sinh để cầu cho chiến tranh chấm dứt và cho các linh hồn cần đến lòng thương xót của Chúa hơn cả. Tại sao việc đọc kinh mân côi lại trở nên quan trọng trong biến cố Fatima 1917, thưa cha? trong tông thư Kinh Minh Khôi ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2002, Đức Thánh Cha Gioan Paulo II viết, Như Đức Giáo Hoàng Paulo VI đã làm sáng tỏ, Kinh nguyện này chẳng những, không những tương khắc với phụng vụ, mà còn bảo trì phụng vụ, vì Kinh nguyện ấy như là một thứ dẫn nhập tuyệt hảo cho phụng vụ, và là một vang vọng của phụng vụ, giúp con người tham dự trọn vẹn và sâu xa vào phụng vụ, cùng gặt hái những hoa trái của phụng vụ trong đời sống thường nhật của họ. Đức Thánh Cha Joan Paulo II mời gọi mọi người cầu nguyện kinh mân côi bằng cả tâm hồn để cùng mẹ chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô. Nhờ đó chúng ta mới chứng tỏ chúng ta thực sự khao khát sống đức tin bằng những ơn phúc như mẹ Maria, một đức tin có sức đồng công cứu chuộc trong các lần hiện ra mẹ maria không những kêu gọi ba em cầu nguyện kinh mân khôi hằng ngày nhưng mẹ còn nói thêm để cầu cho hòa bình thế giới và chấm dứt chiến tranh sở dĩ kinh mân khôi và tình trạng hòa bình thế giới có liên hệ mật thiết với nhau là vì quyền lực lịch sử của kinh mân khôi cũng như vì quyền lực cứu độ của kinh mân khôi trong quá khứ, nhiều Đức Giáo Hoàng đã đề cao hiệu quả tuyệt vời của Kinh Mân Côi. Có đúng thế không thưa cha? Đức Giáo Hoàng Pio V thâm tín sâu xa rằng chính quyền lực của Kinh Mân Côi đã giúp cho Liên minh Thánh phối hợp từ các nước Kitô giáo. Trong một ngày, mùng 7 tháng 10 năm 1571, đã phá tan hạm đội Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ do Solomon II điều khiển để tạ ơn Đức Mẹ đã cho chiến thắng tại vịnh Lepanto. Đức Giáo Hoàng Pio V đã lập lễ Đức Bà chiến thắng ngày 7 tháng 10 và truyền thêm vào kinh cầu Đức Bà câu Đức Bà phù hộ kẻ có đạo cầu cho chúng con. Tới năm 1573, tức hai năm sau, Đức Giáo Hoàng Gregorio 13 đã đổ thành lễ Đức Mẹ mân khôi như ngày nay năm 1716, Đức Giáo Hoàng Clemente 11 truyền cho toàn thể giáo hội dân lễ kính Đức Mẹ Mân Côi. Đức Giáo Hoàng Leo 13 trong thông điệp Supremi Apostolatus ban hành ngày 1 tháng 9 năm 1883 đã nhắc đến biến cố Đức Giáo Hoàng Pio V kêu gọi giáo hội hiệp nhất trong lời kinh Mân Côi để liên tục chúc tụng mẹ Maria tôn sùng trái tim vô nhiễm mẹ Maria mang ý nghĩa gì? Tại sao Kitô hữu phải tôn sùng trái tim vô nhiễm mẹ Maria thưa cha? Trong lần hiện ra thứ hai, Đức Mẹ đã tỏ cho ba trẻ em trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ. Một trái tim bị gai cuốn chung quanh và đâm thâu cần phải được đền tạ để rút ra những gai ấy. Trước đó, Đức Mẹ tiết lộ cho Lucia biết về sứ vụ hết sức diễm phúc và đặc biệt của em trên trần gian này. Đó là Chúa Giêsu muốn dùng con để làm cho mẹ được nhận biết và yêu mến. Người muốn thiết lập lòng tôn sùng trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ. Trong lần hiện ra thứ ba, Đức mẹ đã nói với ba trẻ em, Để cứu đối những người tội lỗi, Thiên Chúa muốn thiết lập sự tôn sùng trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ trên khắp thế giới. Vì thế, việc dâng hiến cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria là một điều kiện nhất thiết để hiểu thấu được cách sâu xa vai trò quan trọng của Đức Maria trong chương trình cứu chuộc của Chúa Giêsu con mẹ. Theo Thánh Louis de Montfort, thì sự dâng hiến cho trái tim Đức mẹ là một sự nhắc lại sự dâng hiến cho Chúa trong phép rửa tội qua tay mẹ Maria. Nói tóm lại, trọng tâm của linh đạo Fatima chính là lòng sùng kính chân thành đối với trái tim bô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ qua việc thực hành sứ điệp Fatima trong đời sống. Hơn nữa, Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng trái tim bô nhiễm nguyên tội Mẹ không chỉ trong nội bộ giáo hội nhưng trên toàn thể thế giới. Vì trái tim bô nhiễm nguyên tội Mẹ Maria đóng vai trò đồng không cứu chuộc cho toàn thể nhân loại, mẹ khiết tâm là nơi nương náu và là đường dẫn đến Thiên Chúa. Mệnh lệnh cải thiện đời sống mang ý nghĩa gì, thưa cha? Mệnh lệnh Fatima cuối cùng là mệnh lệnh cải thiện đời sống. Bởi vì theo tiến trình của biến cố Thánh Mẫu Fatima, sau khi đã kêu gọi cầu kinh mân côi hàng ngày, trong lần hiện ra thứ nhất cũng như liên tục vào những lần sau đó và sau khi tỏ cho ba thiếu nhi Fatima biết bí mật về ý định của Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ trên thế giới để cứu các linh hồn cho khỏi hư đi đời đời cũng như để thế giới được sống trong hòa bình. Vào lần hiện ra thứ hai và thứ ba, mẹ Maria đã đề cập đến vấn đề cải thiện đời sống. Ở ngay lần hiện thứ ba, và nhất là lần hiện ra sau cùng, Tuy nhiên, mệnh lệnh cải thiện đời sống được mẹ Maria nói rõ ràng qua lời kêu gọi cuối cùng để kết thúc biến cố Fatima vào lần hiện ra cuối cùng ngày 13 tháng 10 như sau: Họ cần phải cải thiện đời sống và xin ơn tha thứ cho mọi tội lỗi, đừng phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa vì Ngài đã bị xúc phạm nhiều lắm rồi. Hy sinh đền tội và cầu nguyện cho các tội nhân phải không cha? Đức mẹ nói với các em, các con hãy hy sinh cho kẻ có tội và nhắc lại nhiều lần câu sau đây, nhất là khi làm một việc hy sinh. Lệ Chúa Giêsu, con làm việc này vì lòng yêu mến Chúa, để cho kẻ có tội được ơn hoán cải, để đền tội những xúc phạm đến trái tim bô nhiễm của Đức Maria. Đức mẹ đề nghị, khi đọc kinh mân Khôi sau mỗi chục kinh, thì các con hãy đọc lệ Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sao hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Đức Mẹ nhắc lại các em, hãy hy sinh nhiều để xin ơn tha thứ cho các tội nhân. Có rất nhiều linh hồn đang xa xuống hỏa ngục vì không có ai hy sinh đền tội và cầu nguyện cho họ. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày với quý vị đề tài Các giáo hoàng và bí mật thứ ba của Fatima. Kính thưa quý vị thính giả, Phần thứ ba của sứ điệp Fatima đã được chị Lucia viết ra theo lệnh của Đức cha Jose de Silva, giám mục Leiria, ngày mùng 3 tháng Giêng năm 1944, sau khi chị Lucia bị một cơn bệnh nặng. Tài liệu bí mật đã được chuyển tới Lisboa và từ đó qua Đức sứ thần tòa thánh được đem sang Roma cho Đức Giáo hoàng Gioan 23 ngày mùng 4 tháng 4 năm 1957 ngày 17 tháng 8 năm 1959, cha Pierre Paul Philippe, Ủy viên Thánh Văn Phòng, tức Bộ Giáo lý Đức Tin, đem phong bì có phần 3 của sứ điệp tới cho Đức Doan 23. Sau bài do dự, Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy chờ đợi, tôi sẽ cầu nguyện, tôi sẽ cho cha biết điều tôi đã quyết định. Thật ra Đức Doan 23 đã quyết định gửi phong bì dán kín lại cho Bộ Giáo lý Đức Tin ngày 27 tháng 3 năm 1956, Đức Phaolô VI đã đọc nội dung của sứ điệp cùng với Đức Tổng giám mục Angelo Dellacqua phụ tá quốc vụ Khanh và cũng quyết định không công bố nó rồi gửi trả lại văn khố Bộ Giáo lý Đức Tin. Sau khi bị mưu sát ngày 13 tháng 5 năm 1981, Đức Doan Phaolô II đã yêu cầu đưa bức thư có phần 3 của sứ điệp Fatima cho Ngài đọc. Ngày 18 tháng 7 năm 1981, Đức Hồng y Franz p Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, trao cho Đức Tổng giám mục Eduardo Martinez Somalo, phụ tá quốc vụ khanh hai phong bì, một màu trắng với bức thư nguyên thủy của chị Lucia bằng tiếng Bồ Đào Nha, phong bì kia màu cam với bản dịch của bức thư bằng tiếng Ý. Ngày 11 tháng 8 sau đó, Đức Tổng giám mục Martinez trả lại hai phong bì cho văn khố bộ giáo lý Đức Tin. Trong ý hướng đáp lại lời xin của Đức Mẹ, Đức Doan Phaolô Lô II lập lại việc thánh hiến thế giới cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria tại Fatima ngày 13 tháng 5 năm 1982. Sau đó cùng với các giám mục toàn thế giới, ngày 25 tháng 3 năm 1984, trong năm Thánh Cứu Độ, ngài lập lại việc thánh hiến thế giới và nước nga cho trái tim vô nhiễm mẹ maria trong đó có lời xin đức mẹ cứu thế giới khỏi đói khát và chiến tranh khỏi chiến tranh nguyên tử khỏi việc tự hủy hoại và mọi loại chiến tranh khỏi các tội chống lại sự sống con người khỏi thù hận và hạ nhục phẩm giá là con cái thiên chúa khỏi mọi bất công xã hội quốc gia và quốc tế khỏi việc trà đạp các giới răn của chúa khỏi mưu toan làm lu mờ chính sự thật về thiên chúa trong trái tim con người khỏi ý thức sai lạc về sự thiện và sự giữ khỏi các tội chống lại chúa thánh thần tài liệu do Đức Tổng giám mục Tachisio Bertone, thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin phổ biến năm 2000, cho biết, trong thư viết ngày 8 tháng 12 năm 1989, chị Lucia xác nhận là cử chỉ thánh hiến long trọng và đại đồng đó tương ứng với điều Đức mẹ đã muốn. Tiếp đến, tài liệu cho biết ngoài thủ bản của chị Lucia liên quan tới sứ điệp, còn có thư Đức Joan Paulo II gửi cảm ơn chị đề ngày 27 tháng 4 năm 2000. Trong thư, Đức Thánh Cha bày tỏ vui mừng sẽ được gặp chị vào dịp lễ phong chân phước cho Francisco và Jacinta ngày 13 tháng 5. Nhưng vì không có giờ nói chuyện với chị nên Ngài đã cử Đức Tổng Giám Mục Tachisio Bertone, thư ký bộ, đến gặp chị cùng với Đức Cha Seraphim de Souza Ferreira e Silva, Giám Mục Leiria, đến gặp chị nhân danh Ngài để hỏi về việc giải thích phần thứ ba của sứ điệp. Ngài xin chị cứ nói cởi mở và chân thành với Đức cha Bertone và Đức cha sẽ kể lại cho Ngài các điều chị trả lời. Ngày 13 tháng 5 năm 2000, trong thánh lễ phong chân phước cho Francisco và Jacinta tại Fatima, qua Đức Hồng Y Angelo Sodano quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Joan Paulo II đã muốn công bố phần 3 của sứ điệp Đức Mẹ vén mở cho ba trẻ mục đồng ngày 13 tháng 7 năm 1917 tại Cova di Iria Fatima. Trong đó, chị Lucia đã viết như sau con viết vì vâng lời Chúa lạy Thiên Chúa của con là đấng đã ra lệnh cho con qua đức cha rất đáng kính là giám mục Leria và của mẹ Chúa và mẹ rất thánh của con. Sau hai phần mà tôi đã trình bày, chúng tôi đã thấy bên trái đức bà hơi cao hơn một chút, một thiên thần với thanh gươm lửa trong tay trái, khi sáng lóng lánh, nó phát ra các ngọn lửa xem ra như phải đốt cháy thế giới nhưng chúng tắt khi chạm ánh quang của đức mẹ tỏa ra từ tay phải hướng về thiên thần thiên thần chỉ trái đất với tay phải và nói lớn sám hối sám hối sám hối và chúng tôi trông thấy một ánh sáng mênh mông là thiên chúa có cái gì giống như người ta trông thấy các người trong một tấm gương khi họ đi qua phía trước một vị giám mục mặc áo trắng chúng tôi có linh tính đó là đức thánh cha nhiều giám mục linh mục tu sĩ nam nữ khác leo lên một ngọn núi dốc trên đỉnh có một cây thánh giá lớn bằng gỗ thô như thể có lớp bên ngoài với vỏ cây trước khi lên tới đó đức thánh cha đi ngang qua một thành phố lớn phân nửa bị tàn phá run rẩy với bước chân lảo đảo buồn sầu vì đau đớn và khổ cực ngài cầu nguyện cho linh hồn của các xác chết mà ngài gặp trên đường khi tới đỉnh núi quỳ mọp gối dưới chân cây thập giá lớn ngài bị giết bởi một toán lính bắn nhiều phát đạn và tên vào ngài đồng thời chết cùng một kiểu với ngài có các giám mục linh mục tu sĩ và giáo dân nam nữ khác thuộc nhiều giai tầng và địa vị dưới hai cánh thập giá có hai thiên thần mỗi vị cầm một bình tưới bằng thủy tinh trong tay trong đó các vị đã hứng máu các vị tử đạo và với nó các vị tưới các linh hồn tiến tới gần Thiên Chúa. Trong buổi nói chuyện, chị Lucia chia sẻ giải thích của Đức Hồng Y. Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, cho rằng phần thứ ba của bí mật là một thị kiến tiên tri có thể so sánh với các thị kiến trong lịch sử thánh. Chị nêu bật xác tín thị kiến Fatima liên quan đến cuộc chiến đấu của chế độ Cộng sản vô thần chống lại giáo hội và các kỳ tô hữu, và miêu tả khổ đau vô biên của các nạn nhân của Đức Tin trong thế kỷ 20. Liên quan tới nhân vật chính của thị kiến có phải là Đức Giáo Hoàng hay không, chị Lucia trả lời ngay là có, và nhớ lại rằng ba trẻ mục đồng rất đau khổ vì sự khổ đau của Đức Giáo Hoàng. Và Jacinta lập đi lập lại, tội nghiệp Đức Giáo Hoàng, em rất đau đớn cho các người tội lỗi. Chị Lucia nói thêm, chúng con đã không biết tên của Đức Giáo Hoàng. Đức bà đã không nói tên Đức Giáo Hoàng. Chúng con đã không biết có phải là Đức Biển Đức 15, hay Đức Pio 12, hay Phaolô 6, hay Doan Phaolô 2. Nhưng đó là Đức Giáo Hoàng đã khổ đau và khiến cho chúng con cũng đau khổ. Liên quan tới vị giám mục mặc áo trắng bị bắn chết và ngã xuống đất, chị Lucia hoàn toàn chia sẻ khẳng định của Đức Doan Phaolô 2 đã có một bàn tay hiền mẫu hướng dẫn viên đạn và giáo hoàng hấp hối dừng lại ở ngưỡng cửa của cái chết. Liên quan tới hàng chữ viết trên phong bì ngoài trước khi trao cho Đức Giám Mục Leiria Fatima rằng phong bì chứa đựng phần thứ ba của bí mật chỉ có thể được mở sau năm 1960 bởi Đức Thượng Phụ Lisboa hay Giám Mục Leiria. Đức cha Bertone hỏi, tại sao lại là năm 1960, có phải Đức Mẹ đã nói thế không? Chị Lucia trả lời, không phải Đức Bà mà là con đã viết ra năm 1960, vì theo trực giác của con trước năm 1960, nó sẽ không được hiểu. Chỉ được hiểu sau đó thôi, giờ đây có thể hiểu rõ hơn, con đã viết điều con trông thấy, không phải con có nhiệm vụ giải thích, nhưng là Đức Giáo Hoàng. Liên quan tới thủ bản mà chị Lucia đã viết như câu trả lời cho biết bao nhiêu thư của tín hữu kính mến đức bà và các khách hành hương tựa đề các lời kêu gọi của sứ điệp Fatima, thu thập các tư tưởng và suy tư diễn tả các tâm tình và nền tu đức trong sáng đơn sơ của chị với mục đích dạy giáo lý và khích lệ. Đức cha Bertone hỏi chị có hài lòng nếu nó được ấn hành không, chị trả lời nếu Đức Thánh Cha đồng ý thì con hài lòng, nếu không con vâng lời điều Đức Thánh Cha quyết định. Chị muốn giáo quyền chấp nhận và hy vọng có thể góp phần hướng dẫn những người có thiện trí trên con đường dẫn đến Thiên Chúa là cùng đích mọi chờ mong của con người. Ngày 13 tháng 5 năm 2000, vào cuối thánh lễ phong chân phước cho Francisco và Jacinta, Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh, đã thay mặt mọi người hiện diện chúc mừng sinh nhật thứ 80 của Đức Joan Paulo II và cảm ơn Ngài về sứ vụ mục tử quý báu đối với thiện ích của toàn thể giáo hội. Ngoài việc phong chân phước cho hai mục đồng, Đức Thánh Cha cũng muốn tái bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Mẹ đã che chở Ngài trong các năm triều đại giáo hoàng của Ngài. Nó là một sự che chở xem ra cũng liên quan tới phần thứ ba của bí mật Fatima. Văn bản ấy là một thị kiến tiên tri có thể so sánh với các thị kiến của Thánh Kinh, không miêu tả trong nghĩa chụp hình các chi tiết của các biến cố tương lai, nhưng tổng kết và cô động trên cùng một bối cảnh các sự kiện trải dài trong thời gian, trong một tiếp nối và một kéo dài không xác định. Vì thế, chìa khóa đọc hiểu văn bản chỉ có thể có tính cách biểu tượng. Nhất là thị kiến Fatima liên quan tới cuộc chiến đấu của các hệ thống vô thần chống lại giáo hội và các kỳ tô hữu và miêu tả nỗi khổ đau lớn lao của các chứng nhân đức tin của thế kỷ cuối cùng của ngàn năm thứ hai. Đó là một đảng thánh giá vô tận do các giáo hoàng của thế kỷ 20 hướng dẫn. Theo giải thích của các mục đồng, giải thích cũng được chị lucia xác nhận vị giám mục mặc áo trắng cầu nguyện cho mọi tín hữu là đức giáo hoàng cả ngày nữa bước đi một cách mệt nhọc tới thập giá giữa các xác chết của các vị tự đạo các giám mục linh mục tu sĩ nam nữ và nhiều giáo dân ngã xuống đất như chết dưới các viên đạn của vũ khí sau vụ mưu sát ngày 13 tháng 5 năm 1981, xuất hiện rõ ràng với Đức Thánh Cha rằng đã có một bàn tay hiền mẫu lái viên đạn cho phép Đức Giáo Hoàng hấp hối ngừng lại trên ngưỡng cửa sự chết. Trong dịp Đức Giám Mục Leria Fatima ghé Roma, Đức Giáo Hoàng đã quyết định đưa viên đạn rớt ở trong xe díp sau vụ mưu sát cho Đức Cha đem về giữ tại đền thánh do sáng kiến của Đức Cha, viên đạn được gắn vào triều thiên của tượng Đức Mẹ Fatima. Các biến cố tiếp theo của năm 1989 đã đưa tới sự sụp đổ của chế độ Cộng sản ủng hộ chủ thuyết vô thần tại Nga cũng như nhiều nước Đông Âu. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn tận cùng sâu thẳm tâm lòng Đức Trinh Nữ Rất Thánh về điều này nữa, Tuy nhiên, trong các phần đất khác của thế giới, các tấn công chống lại giáo hội và các Kitô hữu rất tiếc đã không ngưng với sức nặng của khổ đau mà chúng mang theo. cả khi các việc mà phần thứ ba của bí mật Fatima quy chiếu xem ra đã thuộc quá khứ, lời đức mẹ mời gọi hoán cải và đền tội đã được nói lên hồi đầu thế kỷ 20, ngày nay vẫn còn duy trì tính cách thời sự khích lệ của nó đức bà của sứ điệp xem ra đọc hiểu với một sự minh mẫn đặc biệt các dấu chỉ thời đại các dấu chỉ của thời đại chúng ta lời tha thiết mời gọi sám hối của mẹ maria rất thánh chỉ là sự biểu lộ sự lo lắng hiền mẫu của mẹ đối với các số phận của gia đình nhân loại đang cần sự hoán cải và ơn tha thứ để cho các tín hữu tiếp nhận sứ điệp của đức trinh nữ fatima Đức Giáo hoàng đã giao phó cho bộ giáo lý Đức Tin nhiệm vụ công bố phần 3 của bí mật sau khi đã chuẩn bị một bình luận thích hợp. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cảm ơn Đức Mẹ Fatima về sự chở che của mẹ. Chúng ta phó thác giáo hội của ngàn năm thứ ba cho sự chở che hiền mẫu của mẹ. Dưới sự chở che của mẹ, chúng con nương ẩn hỡi mẹ Thiên Chúa, xin bầu cử cho giáo hội Xin bầu cử cho Đức Giáo Hoàng Joan Paulo Hai Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. tua giêsu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.